chụp kia đi Hàn Quốc điện thoại giúp lên đây đâu. Có cái cây sập dự phòng đẹp thế này. Em ở đây coi sập dự phòng đây. Coi mình này. Mà coi có mấy cái sọc dự phòng mới đẹp. Con nó gửi tiền về lắm. Đi kia. Nó mà hành quét quét ra đi này. Mua này dày mà đi nữa. Ôi con này mua cái đi đây mang cái này. Mua cho vợ. Mua cái đi cho vợ được rồi mua này. Ôi chào ơi. Mua cái này về cho vợ mất một tí ngủ này bán này. Đẹp mà hả? Đẹp. Đẹp này. Wow, nhìn thấu luôn. Thấu luôn à? Thấu luôn. Ôi trời. Ôi trời. Hai hợp lý mà mình vẫn nhìn thấy mấy này. Xoay được luôn. Xoay được rồi. Thôi, này. Đi tiệm khác đi, đi tiệm khác đi. Coi gái đẹp thôi. Kiếm gái đẹp coi. Đi bầu. Trời. Cán bộ ở đâu còn nhắn tin cho vợ phải. Mà trang sức đây, đồng hồ này. Mà mô, hai cái thằng này bật được quay ra đây coi cho mua đấy. Đồng hồ hả? Đồng hồ hả? Thằng này ra coi mua, mua gì vậy? Để đây coi được không? Mua làm chi hàng chữ, tao mua hàng xìm lắm đó. Đó đồng hồ Đài Loan chất lượng cao đó, đơn giản luôn. Giờ đêm. Ôi, hắn bắt cười quần nữa rồi. Đâm bóp chữ. Máy vừa nãy quay không thể nét máy. Coi ba lô vô lấy đi, lấy cái vừa vừa thôi, cái đấy đẹp này. Đó. Mấy nghìn, còn mấy tiền? Nhìn ra tiền, ô 600 lên đấy, không phải. Hỏi, đó cơ. Cái là, mà, tôi chào thuyền. 300 triệu. 300 triệu. Cái địa phương thì nó 300 triệu. Ồ. Nó 300 triệu. 300 này anh, 309 này. Mở ra coi. Bán ti được rồi, mai được. Mở ra coi, lấy cây. Ai, không mày không? Lấy cây đưa vào đi chơi. Đây anh em lấy xuống, cứ mở ra coi có mấy ngắn. Chứ là lấy cây. Con gái không? Đó. Các em đây, các em mua đồ. Có mấy ngân? Một ngân à? Hai ngân? Ba ngân? Ba ngân. Trong đây có ngân thôi. Đây còn ngân ở đây. Còn... Ừ, đây còn cái gì nhỏ à. Nhỏ như kiểu bỏ 2-3 bộ đồ thôi, đi du lịch đi chơi được thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chờ đêm.
quay một đoạn ta gửi nữa. Có đồ nào? Ô, đồ rất thịt. Bà không. Quý rách chưa? Làm đều rồi. Gửi cái coi. Cán bộ. Đi đâu? Quay video để làm YouTube. Đi đi đầu đi.